của bạn ấy. Khi tôi ở bên cạnh, bạn sẽ không còn cô đơn nữa. Thật là tuyệt vời giống như tâm hồn của bạn. Bạn sẽ tìm kiếm tôi giống như tìm kiếm những người bạn thân thiết nhất của mình. Có thể đó là những người bạn tốt của bạn. Họ sẽ ở bên và đưa nó cho bạn. Bạn chính là nguồn cảm hứng cho mỗi cử động của tôi. Chúng ta sẽ luôn ở mãi bên nhau. Hãy nổi nhạc lên nào bạn ơi. Tình yêu, cuộc sống. Hãy để trái tim mình đập theo tiếng nhạc. Chúng ta là ai? Phép thuật có thể cứu cả thế giới này. Hay lắm. Musa, bạn đã tặng tụi mình món quà âm nhạc. Tụi mình muốn cho bạn thấy sự cảm kích của tụi mình. Bạn giỏi lắm, Musa.